tuyển dụng đào tạo nghề trợ lý nha khoa, mô tả công việc. Thời gian đào tạo là 3 năm. Tổ chức quy trình làm việc trong phòng khám, chăm sóc bệnh nhân, hỗ trợ điều trị, thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Về yêu cầu, tốt nghiệp phổ thông trung học, có bằng B1 tiếng Đức, có sức khỏe tốt và thể lực tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm. Về lương, kỳ nhập học tháng 8, lương năm thứ nhất là 980 euro trên một tháng, lương năm thứ hai là 1.060 euro trên một tháng, lương năm thứ ba là 1.120 euro trên một tháng và lương sau tốt nghiệp là 32.000 euro trên một năm. Tuyển dụng đào tạo nghề bán hàng, mô tả công việc, thời gian đào tạo là từ 2 đến 3 năm, bán hàng trong siêu thị, tư vấn sản phẩm, thu ngân, sắp xếp gian hàng hay kiểm kho. Yêu cầu, tốt nghiệp phổ thông trung học, có bằng B1 tiếng Đức, có sức khỏe tốt, thể lực tốt. Về lương, kỳ nhập học là tháng 3 và tháng 8, lương năm thứ nhất là 950 euro trên một tháng. Lương năm thứ hai là 1.050 euro trên một tháng, lương năm thứ ba 1.150 euro trên một tháng và lương sau tốt nghiệp là 27.000 euro trên một năm. Tuyển dụng đào tạo nghề cơ khí, mô tả về công việc, thời gian đào tạo là 3,5 năm. Có các nghề như là cơ khí đúc, hàn, tiện, cơ khí kết cấu công trình, cắt gọt kim loại, cơ khí hệ thống. Kỳ nhập học là tháng 8. Yêu cầu tốt nghiệp phổ thông trung học loại khá trở lên, bằng B1 tiếng Đức, có sức khỏe tốt và thể lực tốt. Về lương, lương năm thứ nhất là 1.012 euro trên một tháng, lương năm thứ hai 1.066 euro trên một tháng, lương năm thứ ba 1.151 euro trên một tháng, lương 3,5 đấy ạ, là 1.203 euro một tháng, lương sau tốt nghiệp là 36.000 euro trên một năm. Tuyển dụng đào tạo nghề cơ điện tử, mô tả công việc, thời gian đào tạo là 3,5 năm, kỳ nhập học là tháng 3 và tháng 8. Có các ngành nghề chế tạo linh kiện điện tử, lắp ráp thành hệ thống, cài đặt phần mềm, điều khiển, sửa chữa và bảo trì hệ thống. Về lương là có kỳ nhập học là tháng 8, lương năm thứ nhất là 1.012 euro trên một tháng, lương năm thứ hai là 1.066 euro trên một tháng, lương năm ba là 1.151 euro trên một tháng, lương năm ba rưỡi thì là 1.203 euro một tháng, lương sau tốt nghiệp là 36.000 euro trên một năm. Có những yêu cầu sau là tốt nghiệp phổ thông trung học loại khá trở lên và có bằng B1 tiếng Đức, có sức khỏe tốt, có thể lực tốt. Tuyển dụng chương trình đầu bếp đặc sản, mô tả về công việc là nấu các món ăn thuần Việt tại các nhà hàng Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức, sơ chế, mua nguyên liệu, dọn dẹp khu vực bếp. Về yêu cầu, tốt nghiệp trung cấp nấu ăn 2 năm, có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm đầu bếp cộng với đóng bảo hiểm tại cơ sở kinh doanh, và tuổi là từ 20 đến 35 tuổi. Về quyền lợi, lương trước thuế khoảng 24.000 euro trên 2.400 euro trên một tháng cộng với thưởng. Và công việc này thì tuyển quanh năm. Tuyển dụng đào tạo nghề đầu bếp, mô tả công việc là chế biến món ăn, sơ chế thực phẩm, mua nguyên liệu và phân loại nguyên liệu, dọn dẹp khu vực bếp. Về yêu cầu là tốt nghiệp phổ thông trung học và có bằng B1 tiếng Đức và có đam mê nấu ăn, có sức khỏe tốt, thể lực tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm. Về quyền lợi, thời gian học là 3 năm, kỳ nhập học là tháng 3 và tháng 8. Lương năm thứ nhất là 800 euro trên một tháng, lương năm thứ hai là 900 euro trên một tháng,
lương năm 3 là 1.000 euro trên một tháng và lương sau tốt nghiệp là 28.000 euro trên một năm. Tuyển dụng đào tạo nghề xây dựng. Mô tả về công việc: thợ lợp mái, thợ nề, thợ gỗ, thợ đường ống, cầu đường, giám sát công trình hay là chọn và kiểm tra vật liệu xây dựng. Về yêu cầu: tốt nghiệp phổ thông trung học và có bằng tiếng B1 tiếng Đức, có sức khỏe tốt, có thể lực tốt, không mắc các bệnh về xương khớp. Thời gian đào tạo là 3 năm, kỳ nhập học là tháng 8. Về chế độ lương: năm thứ nhất là 850 euro trên một tháng, năm thứ hai là 1.050 euro trên một tháng, năm thứ ba là 1.350 euro trên một tháng và lương sau tốt nghiệp là 34.000 euro trên một năm. Tuyển dụng chương trình chuyển đổi bằng cơ khí. Mô tả về công việc: kỳ nhập học là tháng 8. Thời gian chuyển đổi bằng là từ 6 đến 18 tháng. Có các ngành nghề như là sửa chữa ô tô này, thợ sản xuất công cụ, cơ khí công nghiệp và thợ điện máy. Về yêu cầu là tốt nghiệp phổ thông trung học, có bằng B1 tiếng Đức, có bằng cao đẳng hoặc là đại học chuyên ngành cơ khí, có sức khỏe tốt và thể lực tốt. Về lương: lương trong quá trình chuyển đổi là 2.400 euro trên một tháng và lương sau khi chuyển đổi bằng là 3.200 euro trên một tháng. Tuyển dụng đào tạo nghề ngành khách sạn. Về quyền lợi: lương năm thứ nhất là 750 euro đến 1.000 euro trên một tháng. Lương năm thứ hai là từ 810 cho đến 1.150 euro trên một tháng. Lương năm thứ ba là từ 940 cho đến 1.300 euro trên một tháng. Và lương sau tốt nghiệp là 27.000 euro trên một năm. Thời gian đào tạo là từ 2 đến 3 năm. Kỳ nhập học là tháng 3 và tháng 8. Về mô tả công việc như là lễ tân này, dọn dẹp buồng phòng này, hỗ trợ yêu cầu của khách sạn, thu ngân, kiểm phòng khi khách trả phòng. Yêu cầu công việc: tốt nghiệp phổ thông trung học, có bằng B1 tiếng Đức và kỹ năng giao tiếp tốt, có sức khỏe tốt, thể lực tốt, nhanh nhẹn và chịu khó. Thời gian tuyển dụng liên tục quanh năm, làm việc trên khắp các thành phố của nước Đức. Tuyển dụng đào tạo nghề ngành nhà hàng. Quyền lợi: lương năm thứ nhất là từ 750 đến 1.000 euro trên một tháng. Lương năm 2, 810 đến 1.150 euro trên một tháng. Lương năm 3, 940 đến 1.300 euro trên một tháng. Lương sau tốt nghiệp, 27.000 euro trên một năm. Thời gian đào tạo là 3 năm, kỳ nhập học là tháng 3 và tháng 8. Mô tả công việc: thời gian đào tạo là khoảng 2 đến 3 năm. Về các ngành nghề như là lễ tân này, phục vụ đồ ăn, thức uống, order đồ ăn cho khách, thu ngân, dọn dẹp vệ sinh khu vực khách ngồi. Yêu cầu công việc là tốt nghiệp phổ thông trung học, có bằng B1 tiếng Đức và có kỹ năng giao tiếp tốt, sức khỏe tốt, thể lực tốt, nhanh nhẹn và chịu khó. Tuyển dụng đào tạo nghề thợ làm bánh. Mô tả công việc: chuẩn bị này, sơ chế nguyên liệu, học các công thức bánh, làm các loại bánh, vệ sinh các thiết bị, máy móc khu bếp, an toàn vệ sinh thực phẩm. Chế độ này: lương năm thứ nhất thì là 850 euro trên một tháng, lương năm thứ hai là 950 euro trên một tháng, lương năm thứ ba là 1.050 euro trên một tháng, lương sau tốt nghiệp là 26.000 euro trên một năm. Thời gian đào tạo là 3 năm, kỳ nhập học là tháng 3 và tháng 8. Tuyển dụng đào tạo nghề điều dưỡng, làm việc tại các bệnh viện và viện dưỡng lão. Mô tả công việc: thời gian đào tạo 3 năm, kỳ nhập học là tháng 3 và tháng 8. Công việc là chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân, khuyên nhủ, chia sẻ với bệnh nhân, sử dụng các phương tiện, dụng cụ, thiết bị phục vụ y tế, an toàn vệ sinh, bệnh viện, phòng khám.
yêu cầu tốt nghiệp phổ thông trung học có bằng B1 tiếng Đức, có sức khỏe tốt, thể lực tốt và không mắc các bệnh truyền nhiễm, và có tính cách là cẩn thận, nhẹ nhàng và chăm chỉ. Về quyền lợi, lương năm thứ nhất là 1.100 euro trên một tháng, lương năm thứ hai 1.200 euro trên một tháng, lương năm thứ ba 1.350 euro trên một tháng, và lương sau tốt nghiệp là 34.000 euro trên một năm. Tuyển dụng lái tàu, thời gian đào tạo là 3 năm, kỳ nhập học là tháng 3 và tháng 8. Yêu cầu là giới tính nam, tuổi từ 19 đến 34 tuổi. Tốt nghiệp phổ thông trung học, loại khá trở lên, môn toán và vật lý và tiếng Đức, có bằng tiếng Đức B1. Sức khỏe tốt, thể lực tốt. Về mô tả công việc, vận hành tàu xe lửa, rà soát và kiểm tra lịch trình của tàu xe, bảo dưỡng tàu xe, đảm bảo an toàn, tàu chạy giấy phép cảnh báo. Về lương, năm thứ nhất là 950 euro trên một tháng, năm thứ hai 1.050 euro trên một tháng, năm thứ ba 1.150 euro trên một tháng, lương sau tốt nghiệp là 37.000 euro trên một năm. Tuyển dụng đào tạo nghề thợ lát sàn. Mô tả công việc, thời gian đào tạo là 3 năm, kỳ nhập học là tháng 3 và tháng 8. Mô tả về công việc là trang trí, thiết kế mặt tường, sàn bên trong và bên ngoài của các tòa nhà. Bạn có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng chọn gạch, đá phù hợp dựa trên mục đích sử dụng và yêu cầu của khách hàng. Lát gạch theo đúng bản vẽ để tổng thể hoàn chỉnh đẹp mắt. Yêu cầu tốt nghiệp phổ thông trung học, có kiến thức môn toán và môn vật lý tốt và có bằng B1 tiếng Đức. Thứ hai là có sức khỏe tốt và thể lực tốt. Thứ ba là cẩn thận, tỉ mỉ, có gu thẩm mỹ. Về quyền lợi, lương năm thứ nhất là 950 euro trên một tháng, lương năm thứ hai 1.000 euro trên một tháng, lương năm thứ ba 1.050 euro trên một tháng, và lương sau tốt nghiệp là 34.000 euro trên một năm. Tuyển dụng đào tạo nghề công trình ngầm đường ray. Mô tả công việc, thời gian đào tạo là 3 năm, kỳ nhập học là tháng 3 và tháng 8. Về công việc là lắp ráp, đặt đường ray và bộ phận chuyển ray, thông qua đó hỗ trợ xây dựng phương thức vận tải tái sinh, sinh thái, xây dựng điểm giao đường sắt, kiểm tra đo đạc sửa chữa hệ thống đường ray hiện có để tàu tiếp tục chạy an toàn. Yêu cầu tốt nghiệp phổ thông trung học, có kiến thức môn toán và môn vật lý tốt, có bằng B1 tiếng Đức. Thứ hai là sức khỏe tốt và thể lực tốt. Thứ ba là có thể linh hoạt và chủ động. Về quyền lợi, lương năm thứ nhất là 935 euro trên một tháng, lương năm thứ hai là 1.230 euro trên một tháng, lương năm thứ ba là 1.495 euro trên một tháng, và lương sau tốt nghiệp là 36.000 euro trên một năm. Tuyển dụng đào tạo nghề công trình nổi bê tông. Mô tả công việc, thời gian đào tạo là 3 năm, kỳ nhập học là tháng 3 và tháng 8. Về công việc là xây dựng công trình bê tông và bê tông cốt thép, ví dụ như là cầu, nhà ga, và đảm bảo rằng sau 100 năm tàu vẫn chạy qua an toàn. Dù là việc phá dỡ một cây cầu hay là lắp đặt một bộ phận, bạn và nhóm của bạn đều phải tham gia và làm được và trải nghiệm các công trường xây dựng đa dạng và thú vị. Yêu cầu tốt nghiệp phổ thông trung học, có kiến thức môn toán và môn vật lý tốt và có bằng B1 tiếng Đức. Thứ hai là có sức khỏe tốt, thể lực tốt. Thứ ba là có sự linh hoạt, yêu thích công việc lắp ráp, năng động. Về quyền lợi, lương năm thứ nhất là 935 euro trên một tháng, lương năm thứ hai 1.230 euro trên một tháng, lương năm thứ ba 1.495 euro trên một tháng, và lương sau tốt nghiệp là 36.000 euro trên một năm.
Thank you.